ngoài mang video đẹp quá. Một trận đấu hay của Phoenix 707. Chúng ta cùng nhau đến với thắt tay của SGP Phoenix. Lần đầu tiên thì phải trên sóng livestream của Tùng Họa Mi, SGP Phoenix và con bài 2AT. Đây là một trận mà tôi muốn xem của Phoenix. Phoenix và con 2AT đối đầu với Heavy, một trong những bản hợp đồng đang là rất hay của Sài Gòn Phantom. Đến thời điểm hiện tại thì Phoenix vẫn rất hay. Thật sự thì nếu như mà Phoenix mà đang tiến bộ như này, đây mới là những trận đầu tiên, và nên nhớ là Phoenix phải chuyển đường. Thì nếu như với những gì mà Phoenix đang thể hiện ở trong thời điểm như thế này thì có thể Red sẽ mất vị trí. Vì thực sự Phoenix đang rất hay, rất ok, xả đam được, farm tiền tốt và đang phối hợp được với Khoa. Nhiều thứ để chúng ta thấy rằng Phoenix đang làm tốt. Trận này trận hạng thua, thua đâu mà thua, mẹ Heavy mà, thua đâu mà thua. Chúng ta nhau đến với con 2AT này. Một con 2AT rất hay đấy. Cả mấy trận 2AT của Phoenix đều là những trận hay, đều là những trận đáng xem. Và đây là một trận 2AT như vậy, đối đầu với Heavy. Con 2AT này thì lâu rồi tôi cũng không reaction thao tác tay của một tuyển thủ đánh con 2AT này. Và 2AT hiện tại đang là một vị tướng mà nó cũng đang bị hơi mất đi vị trí của nó tại đấu trường danh vọng. Wow, cuối cùng có nhanh kịp. Vâng, vẫn hit kịp. Phoenix sử dụng cho mình uy áp và nhánh tinh linh. Pha mẹ dồn hết tốc lực của Phoenix để đến ra hit kịp con lính. Không, chính là hit kịp con lính. Phoenix đang đi farm khá nhiệt. Vâng, vẫn có thời gian mà anh vẫn ra đường giữa hit thêm tân lính ở đường giữa. Và Phoenix đang xanh lên trông thấy với những pha hit tiền như thế này. Một trong những tuyển thủ farm rất nhanh. Thao tác tay phải nói rằng là bây giờ là lần đầu tiên tôi xem. Nhưng về mặt cơ bản thì bạn ấy chịu khó farm, giữ vị trí khá tốt, xả đam khá tốt. Nếu như với tiềm năng như thế này thì Phoenix cũng đang có thể sẽ đẩy Red lên trên băng ghế dự bị. Ông này cũng nháy gớm, đúng rồi. Ông này thì có vẻ như là nháy rồi. Ông này có vẻ như là thao tác tay cũng có một tí nháy rồi. Không phải là dạng thao tác tay kiểu dạng bình thường rồi. Không dễ nhìn lắm đâu. Tuy nhiên thì tần suất nháy này còn thua băng nhiều. Tần suất nháy của Phoenix còn thua băng nhiều. Lát hit lính khá tốt. Tôi thấy, tôi để ý thấy bạn ấy lát hit lính khá ok. Về cơ bản con 2AT này thì cũng là một con lát hit lính khá ổn, bởi vì nó có sát thương chuẩn. Sau khi mà các bạn ra đam thì những cái đam cuối cùng của nó cũng khá là to. Tuy nhiên thì vẫn phải khen, vì đây là lần đầu tiên chúng ta xem thao tác tay của Phoenix. Ui, đam to quá. Nên là lát hit lính cũng dễ. Phoenix trận đấu này cầm 2AT để đối đầu với đối phương. Di chuyển, có vẻ như đây là một tình huống mà Phoenix muốn lên tham gia giao tranh ở đường trên. Thậm chí là nếu cần thì đổi đường. Nào, chưa có giao tranh. Ai ạ, bạn này cứ nháy cái chiêu cuối làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ bạn này muốn dùng chiêu cuối chứ? Ai ạ? Không sao, 2AT nhiều chiêu mà. Tình huống hơi hú tim một chút. Đây là bão phi tiêu buổi. Mẹ em, thên của thằng Khoa thì cũng dí mặt vào tường. Bão phi tiêu của thằng này cũng dí mặt vào tường. Đẹp. Một tình huống mà ăn đơn mục tiêu đến từ Phoenix. Rõ ràng là cú bão phi tiêu vừa rồi không hướng đến việc trúng càng nhiều càng tốt, mà hướng đến sự an toàn và ăn đơn mục tiêu có feed xuống. Và đó là lý do tại sao Phoenix khổ báo. Pha vừa rồi hơi thất bại một tí là feed không thể chói được, nhưng mà đó là một pha đổi máu có lý do. Tình huống bay không phải là vào vị trí của Phoenix. Ui, vẫn được mẹ ôm farm toàn bộ luôn. Tiền farm của Phoenix đang rất tốt. Trận này last hit thì chuẩn hết, uy áp thì dùng, xong lại còn ăn được cả tân lính ở đường giữa, có mạng ở đường giữa luôn nữa. Nên tiền của Phoenix trận này chắc chắn là rất tốt rồi. Đã rỉa gần hết cái máu trụ rồi. Đã có kiếm phần điểm. Phoenix không lên đồ tiết kiệm. Có nhiều tuyển thủ đánh con 2AT này sẽ lên đồ theo kiểu tiết kiệm. Nửa cái nanh Fenry và sau đó thì lên thêm cho mình nhiều trang bị tốc đánh để hoàn thiện trước tốc đánh cái đã. Nhưng với Phoenix thì không. Thẳng kiếm phần điểm. Đúng rồi, trước người ta bảo Phoenix là bâng Shopee, bâng version 2 khi mà xem ở trên góc cam nhỏ. Nhưng bây giờ thì Phoenix là Phoenix rồi.
thậm chí là người ta gọi là phượng hoàng lỏ. Ui, rỉa đau. Mắc bật bay, bay lên trên. Ui, cố rỉa. Không được. À, rỉa được quả đấy là tham gia được. Ồ, à, quả đấy rỉa được. Quả đấy rỉa được là có thể có bạn tham gia. Ồ. Tính rồi. Quả đấy rỉa được là có bạn tham gia. Mà không được anh em. Âm mưu của Phoenix đã bị thất bại khi mà mắc bay hơi nhanh so với đà ra chiêu của Phoenix. Siêu hồi phục. Rồi, lấy trụ rồi, 90 máu. Tuy nhiên vẫn bị trụ bắn thêm một lần, hơi tiếc. Tầm bắn của con 2AT này không thể nào mà tránh được anh em ạ. Tiếp tục là có đâu cho mình một tên lính nữa. Phoenix đang farm rất nhanh. Rồi, ok, như vậy là tiết kiệm đồ rồi. Đây sẽ là tiết kiệm đồ này. Một món nhỏ của có lẽ là Diệt Thần Cung. Và có lẽ đó là món trang bị tiết kiệm đến từ Phoenix. Sau đó là thêm một mảnh giáp để có được cho mình thêm giáp phép. Lấy trụ. Lấy thêm được một mảnh giáp phép để đối đầu với Chiết dễ hơn ở trong trận đấu này. Nếu như các bạn nhớ không nhớ thì và đấy phải ulti mới bú được cái acid. Thôi, không nhất thiết để bú cái acid mất lại ulti thì quá đáng quá. Lúc này thì Phoenix chắc chắn là vẫn đang nhiều tiền nhất bản đồ rồi, nếu mà tôi không nhầm. Vì farm thế này, ui 4.700 rồi anh em ơi. Nhiều tiền vãi đái. Ông đi farm dã man thật. Chịu khó, trận này chịu khó đi farm thật. Và trận này bởi vì là red, bởi vì là fit. Fit cầm con Alistar không cần farm lắm. Nên trận này Phoenix chịu khó đi farm vãi trưởng. 4.700 tiền rồi anh em. Tiền farm nhanh quá. Tân với lính vừa rồi thì không tranh. Lấy được thêm một cái trụ nữa. Rồi ok, tối ưu hóa được tốc đánh rồi anh em ơi. Đủ cấp là đủ tốc đánh thôi. Lên đủ cấp 12 là sẽ đủ tốc đánh thôi anh em ơi. Đủ 150% tốc đánh thôi. Phoenix đã tối ưu hóa được tốc đánh rồi. Và bây giờ sẽ là đường trên. Phoenix để tiền ở trên. Phoenix để tiền giống tôi anh em ơi. Phoenix để chỗ mua bán tiền giống tôi góc bên phải. Đúng nhở? Hay là chỉ bảng tiền lên trên thôi nhở? Để tôi xem kỹ xem mà. Kỹ hơn một tí nào. Bạn ấy phải mua một món đồ nữa thì tôi mới để ý được. Alistar rất khó chịu. Khả năng ép góc của Fit là quá tốt. Vẫn chưa lên được thêm món trang bị nào à? Ủa, tình huống chưa một không phải là quá đẹp đấy từ Phoenix trong tình huống vừa qua. Nhưng mà không sao, còn cũng chỉ là cầu máu thôi. Dìu Hyoga chưa lên. Bắt đầu lên dìu Hyoga rồi. Một mảnh giáp để lên dìu Hyoga rồi. Rồi, đã có con Seiza. Saratom đang ép rất mạnh. Đây mới chỉ là trước phút yếu thứ 8. Saratom còn một con Seiza nữa. Và đây sẽ là pha ăn người chăng. Giàu dinh dưỡng quá. Và đó là cái đau cuồng nộ hay là cái vớt hung tàn. Ui, quả này giàu sát thương thật. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần chiêu một trước các bạn. Mà đây là một quả thi đấu quá giàu sát thương. Dinh dưỡng, quả này dinh dưỡng quá. Ui, quả này dinh dưỡng thật sự luôn. Đối phương đang trụ 3 người và chúng ta không cần một cái chuỗi phi tiêu các bạn ạ. Làm luôn một cái bã phi tiêu cho gọn. Làm luôn một cái chuỗi phi tiêu. Một cái bã phi tiêu đối phương không né kịp. Đau, quả rồi đau. Quá giàu dinh dưỡng. Ui, huân chương tròi không phải là dìu Hyoga. Phoenix không dìu Hyoga rồi. Đó sẽ là huân chương tròi. Thỉnh thoảng Phoenix nhấp bã phi tiêu làm gì đấy, tôi cũng không hiểu anh em ạ. Cái đấy tôi cũng không hiểu thật. Ui, hy sinh một người để lấy trụ, đó là Zero. Và lấy được trụ thành công. Có được đường lính siêu cấp đầu tiên ở ngay trong pha này. Và Phoenix bị bay rồi. Bay vào. Né. Trả đam không được. Chưa trả đam được. Về lấy cục máu đã. Hàng. Ui dỉa. Ngon. Thêm một mạng nữa cho Phoenix. Hay quá nhở. Đến thời điểm này bạn ấy vẫn đang đánh rất tốt. Farm tiền tuyệt đối luôn bản đồ. Bạn ấy nhiều tiền nhất bản đồ. Và out tiền so với cả Lai Bông luôn anh em. 7.000 hơn tiền rồi. 2AT đang quá xanh. Ao cả tiền so với Lai Bông luôn. Chưa nói gì đến lại cả so với Chiết ở bên kia. Chiết bên kia đánh cũng hay. 2-0-1. Nhưng lúc này thì Phoenix đang có lượng tiền lớn nhất bản đồ rồi. Ao 1.000 tiền so với bản đồ.
và đó là một con Hayate đang được farm rất nhiều. Tuy nhiên cũng xả được sát thương ngay trong đoạn đầu, vừa farm được vừa xả được sát thương. Đã có chọi, Phoenix có chọi rất sớm ở trong trận này để đối đầu với lại cả Erin của đối phương. Thì đối phương vừa có Mid vừa có Erin, thì huân chương chọi mới là món trang bị tiếp theo mà Phoenix lựa chọn. Như vậy là không có thánh kiếm rồi, có vẻ như sẽ là dìu yoga chăng? Nếu như là dìu yoga thì sẽ không phải là thánh kiếm. Thấy Phoenix chơi đột biến hơn Red, đột biến như Ellie. Để mà nói là so với Ellie thì Phoenix không đánh kiểu như Ellie đâu. Nhưng về cơ bản là cũng xả đam tốt, nên công nhận xả đam thì tương đối tốt đấy. Nhưng mà để so sánh với Ellie thì tôi nghĩ rằng là cái phong cách chơi chưa đạt được đến cái kiểu đấy. Phong cách chơi của Ellie nó khác lắm anh em. Và đây là cú rỉa tay, không phải là bã phi tiêu. Bã phi tiêu không? Không được rồi, thua rồi. Quả này thua giao tranh và Phoenix quyết định là không bã phi tiêu. Quả vừa rồi bã phi tiêu thì sẽ là rất mạo hiểm. Nếu như bã phi tiêu sớm thì cũng được, nhưng mà khả năng mạo hiểm là khá cao. Phoenix quả rồi chỉ dùng một chiêu 2 và chiêu 1. Rồi, dìu Hyoga rồi. Với món trang bị tiếp theo chúng ta nhìn thấy cái quần chắc chắn là dìu Hyoga rồi. Lúc này thì Heavy gỡ lại được một quả ở đường trên, cú lật là tốt đến từ những TSS. Và Sáng Tôn ngay lập tức mất 3 mạng, bâng chuyển sinh. Quả chiết dã man, chiết gấu đấy. Chiết cũng quả rồi cũng rất gấu. Lao lên sớm bật băng xương, nhưng mà phí băng xương rồi. Một tình huống lùi hợp lý đến từ Sài Gòn Phantom. Đối phương tiến thì mình phải lùi. Quả rồi chiết phí, hơi phí cái băng xương. Nhưng hy vọng đó là băng xương từ đồ không. Có lẽ là với phút thi đấu thứ 11 thì có lẽ không phải băng xương từ đồ, đúng rồi. Băng xương này không phải là từ đồ. Bây giờ thì chiết mới lên băng xương. Băng xương này là cái băng xương hơi phí đến từ chiết. Mất cái băng xương. Mắc đã có soi. Lấy mắc để khắc chế kênh. Và ra chiều tốt. Có huân chương tròi. Thế nên quả vừa rồi không chịu sát thương đến từ gia tà. Có trụ chưa? Có trụ chưa? Đang đào rất nhanh. Đào rất nhanh, hay. Rất tốt. Và chớp thời cơ tốt đến từ với nhiều Phoenix. Tình huống chớp thời cơ rất nhanh. Dựa vào sự châu lam tanh đam của Zero là rất tốt. Thế nên Phoenix cũng lấy trụ cực kỳ nhanh trong pha chiếu vừa rồi. Tiếp tục được nhiều bùa đỏ. Mặc dù đã có dìu Hyoga, nhưng bùa đỏ vẫn thuộc tay của Phoenix. Ui, mẹ farm kỹ thế. Đi lên tận trên này cố ăn nốt con rơi ạ. Farm kỹ quá. Và bây giờ sẽ là con Caesar tiếp theo. Sài Gòn Phantom rất muốn lấy con Caesar này để ép đường. Bởi vì họ cần phải ép càng nhanh càng tốt trước khi mà đối phương đủ lết. Giai đoạn lết game thì Sài Gòn Phantom bị hơi thọt một chút ở vị trí của con Kane của Khoa. Hơi thọt một chút. Thế nên Sài Gòn Phantom cần phải cố gắng giải quyết trận đấu này nhanh. Cuối game mắc khỏe hơn so với Kane rất nhiều. Caesar thành công. Ui, Phoenix dùng chiêu cuối vừa rồi cũng dùng để né luôn. Vừa dùng để ăn vừa dùng để né luôn. Và Phoenix về được vị trí khá an toàn nhưng không buông tha. Có vẻ như không buông tha không được rồi. Phoenix vẫn lùi được. Hay. Tình huống vừa rồi chiêu cuối cũng là để chạy luôn. Và sau đó là chạy thộc mạng. Phoenix vẫn giữ được trinh tiết. Đợi giáp hộ mệnh rồi. Có lẽ món trang bị tiếp theo của Phoenix sẽ là giáp hộ mệnh chăng? Hay là thương khung? Liệu có dám lên thương khung ở món trang bị tiếp theo không? Liều mạng một chút thì sẽ là thương khung. Phoenix là người cầm Caesar, sẽ thả đường trên thôi, có lẽ là như vậy. Tuy nhiên thì chưa biết là lúc nào. Sáng Tôm đang muốn đợi càng lâu càng tốt để con Caesar tiếp theo sẽ có lợi thế ở hàng Caesar. Lúc này là đóng băng lính rồi. Sài Gòn Phantom đang muốn đóng băng lính, đã thả Caesar ở đường trên. Lính cũng đã được đẩy đều. Lính đều ở khá đều ở cả gần như là ba đường. Không, đường trên vẫn bị muộn rồi. Đường trên lính vẫn xuất phát hơi muộn. Tuy nhiên thì đang là một turn rất nhiều Caesar, các bạn có thể thấy turn này rất nhiều Caesar. Turn này là hai con Caesar đường giữa, một con Caesar đường dưới. Con Caesar đường dưới sẽ bị cản lại. Nhưng hai con Caesar đường giữa và ba con Caesar đường trên đang đi với nhau. Đi gần nhau, rất gần nhau với pha đóng băng này, một pha bão phi tiêu. Góc bão phi tiêu là khá đẹp. Chuỗi phi tiêu cũng là tốt. Một góc bão phi tiêu ăn lẻ, không phải là một pha hướng đến giao tranh tổng.
mà đó là một tình huống bã phi tiêu theo kiểu sát thủ. Đã có đường lý siêu cấp thứ ba, tốt. Pha vừa rồi đổi hai mạng, lấy được cái trụ siêu cấp cuối cùng của đối phương. Florentino không đỡ nổi Hayate. Hayate pha vừa rồi không có thanh tẩy, không thể vào quá sâu được. Và việc lựa chọn bã phi tiêu theo kiểu sát thủ là hoàn toàn hợp lý đến từ vị trí của Phoenix. Phút thi đấu thứ 14. Lúc này thì Phoenix đã có 12.000 tiền. Tuy nhiên bên phía bên kia chiếc cũng đã đủ tiền. Như vậy là Phoenix sẽ lên đủ đồ đam. Không phải là một cái giáp hộ mệnh mà cũng không phải là thương khung, mà đó là thánh kiếm. Như vậy đồ của Phoenix sẽ là thánh kiếm kết hợp với huân chương choi, và Phoenix sẽ bán huân chương choi để lên giáp hộ mệnh, có lẽ là như vậy. Nếu như muốn bán một món đồ thì sau đó đó sẽ là huân chương choi. Bây giờ thì Phoenix cần thêm một chút tiền nữa để đủ tiền lên huân chương lên giáp hộ mệnh sau khi bán huân chương choi. Nháy đồ là khá nhiều, các bạn thông cảm. Đó là thói quen của tuyển thủ, có những tuyển thủ sẽ có thói quen đó. Không phải tuyển thủ nào cũng xây dựng được một thói quen tốt về mặt thao tác này. Và cái nháy đồ này nó không ảnh hưởng đến thao tác của các tuyển thủ đâu, không ảnh hưởng nhiều. Bởi vì đó đều được họ làm ở trong những cái lúc kiểu như kiểu là kiểu vô tri thôi các bạn. Tất nhiên là nó cũng sẽ ảnh hưởng một ít nhưng mà không nhiều. Nó ảnh hưởng đến việc chúng ta xem, và các tuyển thủ đéo quan tâm đến việc chúng ta xem để làm đéo cả. Họ quan tâm đến sự thoải mái trong thao tác tay của họ cơ. Phoenix bây giờ được cử đi đầy lẻ. Phoenix mới đang là con bài bất bại trong đầy lẻ. Hayate là con bài đầy lẻ rất hay. Có thể solo kill, có thể ám sát và có thể làm chậm đối phương. Nên Hayate đầy lẻ rất tốt. Đã có lợi thế về đầy đường. Có ăn xe dài không? Quyết định của Sáng Tôm là chưa. Phoenix đã bán giày. Bán giày cơ. Như vậy món đồ mà Phoenix muốn bán là giày, không phải là huân chương choi. Nếu như Phoenix nhiều tay hơn thì tôi nghĩ rằng là để giày hay hơn. Để giày và sau ấy khi nào mà giao tranh thì mới bắt đầu bán giày anh em ạ. Thật sự là nếu như mà là Khoa thì tôi nghĩ rằng là Khoa sẽ tạm thời chưa bán giày. Để giày anh em ạ. Và sau đó thì thậm chí là mua tay chứ không cần thiết phải soạn đồ thì Khoa cũng làm được. Tuy nhiên thì Phoenix thì đánh này tương đối an toàn. Đang là pha ăn xê ra chấp thời cơ đến từ Sài Gòn Tôm. Bên phía bên kia không biết. Không, chính xác hơn là không làm gì nổi. Đang phải dọn lính và không làm gì nổi. Sài Gòn Tôm có xê ra. Ông này nháy ác hơn bâng á? Không, ông này nháy ít hơn bâng. Tôi vẫn thấy bâng nháy kinh hơn. Bâng nháy còn soi map nữa, đâm ra choáng hơn, gây choáng căng hơn. 6 đồ. Và Phoenix là đánh theo kiểu dạng soạn đồ rồi. Phoenix là đi theo kiểu dạng soạn đồ rồi các bạn. Như nào đây? Sài Gòn Cát Tôm bắt đầu ép. Có xảy ra bạo chúa, có ép được không? Phút thi đấu thứ 17. Đối phương có mắc. Flo cũng là tanker khá khỏe để lao vào. Đó là cú tốc biến của Fit. Và cú tốc biến này mở ra một giao tranh. Phoenix có thêm một mạng nữa. Tiếp tục dí vào TSF. Phoenix đang làm tốt. Nhưng ở tuyến trên thì có vẻ như là cũng không ổn lắm. Kunai ra. Kunai không có nội tại. Chưa có nội tại để đuổi theo Kunai, lấy thêm nội tại rồi. Và bâng. Bâng. Bâng không bị hạ gục, bâng vẫn còn liềm. Đó lý do tại sao bâng hổ báo trong pha này. Đấy, anh em xem anh em mới thấy rằng Khoa không phải là nháy đâu anh em, Khoa là soi đấy. Và bây giờ là 3 đánh 2. Không, 4 đánh 2. Và kết thúc trận đấu chưa? Không, nó vẫn là pha đép đường đến từ bên phía của chiến Phoenix, đủ khỏe không? Phoenix không đủ khỏe, Phoenix chạy rồi, chết khỏe quá. Chết hút máu khỏe quá. Với cái băng xương chết hút máu quá khỏe trong pha vừa rồi. Má dã man hút máu. Không có giảm hồi máu mẹ. Không có giảm hồi máu. Quả thanh tẩy đấy hơi thừa anh thấy không? Anh nghĩ rằng đây là thanh tẩy theo kiểu là vào giao tranh tổng thì sẽ thanh tẩy ấy bạn. Em. Anh nghĩ là đây là một quả mà kiểu vào giao tranh tổng mà đã bật bão phi tiêu thì sẽ thanh tẩy á. Đối với anh cũng sẽ thanh tẩy nha em nhé. Bởi vì không thể tính được hết trong giao tranh tổng là đối phương sẽ ra chiêu vào mình lúc nào đâu các bạn. Trừ khi các bạn lại thuộc loại quá kinh khủng. Uầy, soạn đồ rồi. Đó sẽ là 3 món đồ mà Phoenix đích lên. Sau cái liềm đoạt mệnh sẽ là cung tà ma để hút máu. Sau đó thì sẽ lên cho mình quỷ kiếm để hút máu trâu nhất có thể.
đó là cách soạn đồ của Phoenix. Phoenix là dạng mua đồ theo kiểu soạn đồ rồi. Với một người chơi không đánh ở vị trí trợ thủ thì cũng không sao cả. Tuy nhiên thì việc mà bạn đánh không dày thì nó vẫn có một chút bất lợi nhá. Phoenix thì đánh không dày rồi. Thật ra thì nếu như mà ổn hơn tí nữa thì vào giao tranh tổng các bạn cũng bán dày thì nó sẽ tránh được hơn. Có nhiều tuyển thủ như là Eret chẳng hạn, các bạn sẽ thấy rằng là họ sẽ đánh 6 đồ nhưng mà không kèm giáp hộ mệnh. Giáp hộ mệnh sẽ là món đồ thứ 7 của họ. Và sau đó thì họ vẫn đủ tay để bán đồ tiếp tục lên liềm đoạt mệnh rồi lên các món đồ khác nữa. Đấy là kiểu đánh của Eret. Còn với Phoenix thì bán dày luôn, nó nhanh. Eret thì một là có thể là bán dày, nhưng mà bán dày sẽ lên một món cho bị đam nữa, có thể là nhanh Fenrir luôn các bạn. Sau đó thì đến khi nào mà bạn ấy cần thì bạn ấy mới bán huân chương tròi lên giáp bộ mệnh. Bởi vì thật ra đỡ được nửa đầu giao tranh là các bạn có thể bỏ huân chương tròi được rồi. Ui, quả lỗi vị trí đến từ vị trí của nó là Kunai. Ui, ba phi tiêu đẹp quá. Một bão phi tiêu không phải là mắc binh hoàn toàn nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn ấy an toàn được anh em ạ. Và có chết không? Có chết không? Ui. Quả vừa rồi mà ông mất liềm xong rồi. Từ từ tôi xem lại xem quả đấy mất liềm chưa. Ui, bạn ấy nhìn thấy mất liềm rồi. Bạn ấy bán. Bạn ấy nhìn thấy mất liềm rồi bạn ấy mới bán. Chứ quả rồi bán trước khi mất liềm thì đúng tôi lại cười thối mũi. Nhưng mà bán tốt anh em ơi. Và đó là phong cách của người nhiều tiền. Hút máu và quay trở lại. Muốn end game. Quả này thì end game rồi, không cần đến Phoenix thì thắng quả giao tranh vừa rồi anh em ơi. Quả xích rất tốt đến từ vị trí của Fizz. Và khởi động ra một giao tranh hay. Bão phi tiêu cũng là đẹp. Và Phoenix là bất tử 707. Tiếp tục là thuận nhằm thành công. Bán cho nó. Oai được ok chưa? Bán đồ cho Oai ok chưa? Chúng ta cùng nhau xem lại một lần nữa giao tranh này. Pha này đánh giá là hơi non đến từ Kunai. Đối phương có Alector, hơi non xíu. Pha này đánh giá là hơi non một xíu về di chuyển. Bởi vì đối phương có Alector, góc này không phải góc đẹp cho Heavy. Các bạn có thể nhìn thấy góc này Heavy rất khó đánh. Phoenix lựa chọn một cái góc ulti là đẹp. Tôi nghĩ là đẹp. Bởi vì nó sẽ giúp cho bạn ấy an toàn. Ui, quả này con mắt nó đốt này. Nhưng mà bạn ấy cũng lên cái cung tà ma không nhanh lắm nhỉ. Kiểu phải xử lý nhanh hơn nữa cơ thì nhìn nó sẽ mượt hơn. Bởi vì biết đâu đấy bạn ấy kịp hút máu thì nó sẽ là kinh hơn. Kiểu bạn ấy vừa mới mất liềm cái bạn ấy hút được máu luôn để an toàn hẳn ấy. Thì bạn ấy nó sẽ nhìn nó đẹp hơn hẳn. Vâng, tình huống mẹ lên cho vui. Một trận đấu hay của Phoenix 707.